xin chào cả nhà hôm nay mình lại quay trở lại với một món bánh canh nóng hổi đây đó chính là bánh canh xương bò kết hợp cách nấu của người việt nam và người hàn quốc mình đã có một công thức rất là tuyệt vời còn đây là những sợi bánh canh mà mình đã làm nó dai mà khi các bạn ăn vô trong cái súp bánh canh này nó dẻo mà nó ngon lắm các bạn ơi thì cái công thức pha bột của mình nó cũng khá là đơn giản nhưng mà nó cũng tiện lắm, nếu các bạn thích thì các bạn có thể thử làm. Giờ xà bánh canh của mình không phải hình tròn mà nó là hình dẹp nha. Đây, mình sẽ dùng là 300 ml nước nóng, các bạn lưu ý phải dùng là nước nóng nha. Rồi mình sẽ cho vào 3 g muối, rồi mình sẽ cho cái này là phần cơm nguội mà mình đã xoay cho nó nhuyễn rồi nè các bạn. Mình sẽ dùng là 150 g rồi mình khuấy đều trong cái nước nóng này luôn để cho nó tan đó Đây là bột làm bánh bột lọc đó các bạn à, Các bạn thử cái loại bột này đi mình làm cái bánh canh nó rất là ngon Mình cần là 150 g Và sau đó là 150 g bột khoai tây Rồi bột gạo cũng là 150 g thì các bạn chỉ nhớ cái tỷ lệ đơn giản như thế này là 1 1 1 nước thì là 2 rồi mình có một cái chai này nó hơn khoảng 1 lít đó Thì mình sẽ đổ hết cái phần bột làm bánh canh đã khuấy rồi nè Vào trong cái chai này luôn Còn cái nắp chai thì các bạn chịu khó mình khoét cái lỗ nhỏ ha Đó, vậy là mình đã xong Rồi mình sẽ bắt cái nước cho nó thật là sôi Mình cho tí dầu vào Rồi các bạn cứ đổ cái bánh canh nó ra hình sợi Thì khi mà nó nóng nó chín rồi Nó sẽ tự nổi lên trên cái mặt nước các bạn cứ thử làm cái công thức bánh canh của mình đi nó sẽ rất là ngon mà nó dai nữa à, nó không khác gì với bánh canh mà mình ăn ở bên việt nam đâu nha mà mình làm cái kiểu này nó cũng tiện nữa nó không có cần phải có nhiều khuôn rồi mình phải rửa nó nhiều đồ lắm nó rất là mất thời gian các bạn cứ làm rồi cứ bỏ vào trong cái chai rồi mình cứ khoét lỗ như vậy mình bóp nó một lần mà cái sợi bánh canh nó cũng rất là dài Rồi đây là phần nguyên liệu mà mình sẽ nấu cái nước súp, Sườn bò, củ hành, đầu hành, gừng. Rong biển, cái này là rong biển khô nè các bạn. Thay vì người Hàn Quốc họ dùng là cá khô thì mình sẽ dùng ở đây là khô mực. Cải thìa, nấm đùi gà, củ cải trắng, trứng gà và hành trâu. À, hành này ấy, thì khi chúng ta nấu vào trong cái nồi nước súp đó, các bạn mình dớt ra nó cũng dễ hơn nó không có bị mềm hay là nó bị rã ra làm đục cái nước của mình ha đây là chi tiết cái phần nguyên liệu mà chúng ta cần phải chuẩn bị sườn bò mình mua hôm nay nó cũng rất là ngon và cái món bánh canh sườn bò này ấy, thì ăn cho mùa lạnh rất là tuyệt đây là chi tiết phần gia vị nè các bạn mình sẽ có đường bột nêm súp gà hay là bột nêm nấm muối nước tương tiêu và rượu trắng thì bây giờ mình sẽ đi trụng sơ cái phần xương bò này ấy, thì các bạn phải luộc sơ ha mình cho tí muối rượu và chút xíu gừng đi vô đây luôn với lại tiêu để cho nó tạo thêm cái mùi thơm đó mà nó khử đi được cái mùi tanh ở trong cái bò nữa với lại các bạn luộc trước như thế này á, thì khi mà chúng ta bỏ qua cái nồi nước súp chín thì cái nước nó sẽ trong hơn. Các bạn chỉ luộc sơ cho mình khoảng chừng 15 phút thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái nồi nước lên để mà mình nấu cái nước hầm xương đó các bạn. Trong thời gian đợi cho nước sôi thì mình sẽ đi cháy cái củ hành thì mình sẽ cháy luôn gừng với củ hành cho nó thiệt là thơm rồi sau đó thì mình cũng cháy luôn chút xíu khô mực đó các bạn chỉ cháy cho nó hơi xăng lại thôi thì khi mình bỏ qua cái nồi nước súp đó, nó sẽ thơm hơn và cái nồi nước nó cũng trong hơn nữa đó cái miếng khô mực của mình nó xăng lại rồi nè còn cái củ hành thì nó vàng như thế này thì nó thơm lắm rồi bây giờ nước của mình nó cũng đã sôi thì các bạn sẽ cho cái phần thịt mình đã trụng sơ rồi nè vào trong cái này luôn để mình hầm đó rồi các bạn bắt đầu cho luôn những cái nguyên liệu mà hồi nãy mình giới thiệu vào trong đây hết luôn nha các bạn khi các bạn có thời gian thì cứ thử nấu cái món bánh canh sườn bò này và cái kiểu nấu nước súp này của mình thì các bạn ăn thử đi nó sẽ rất là ngon tiêu thì các bạn tùy theo gia đình các bạn nhiều hay ít thì nó cũng được và các bạn cho hai muỗng canh rượu trắng một muỗng canh muối một muỗng canh bột niêm nấm hai muỗng canh đường và hai muỗng canh nước tương Nước ở đây mình dùng là 3 lít nước nha các bạn Khi các bạn nấu, 3 lít nước nó sẽ sắc lại Còn 2 lít nước thì trong thời gian chúng ta hầm à, Cái à, xương bò này đó Cái xương bò thì à, các bạn chịu khó hầm với lửa vừa, lửa nhỏ thì uh, sau thời gian hầm khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thì bò nó sẽ mềm và nó sẽ ra cái mùi rất là thơm Sau khi dặn lửa lớn để vớt bọt thì các bạn nên hạ lửa và chúng ta sẽ đậy nắp Trong thời gian này hầm thì các bạn nhớ mình phải dặn lửa thật là nhỏ Và thời gian đầu thì các bạn chỉ để cho nó sôi như thế này khoảng chừng 20 phút Rồi chúng ta bắt đầu dớt luôn những cái nguyên liệu ra nha các bạn Sau đó khi nước đã trong thì các bạn tiếp tục hầm khi hầm được khoảng từ một tiếng đến một tiếng rưỡi thì cái sườn bò nó sẽ mềm và nó sẽ thơm hơn bây giờ là thời gian mình có thể vớt được những cái nguyên liệu mà hồi nãy mình đã nêm nếm nè tại vì các bạn mà không vớt liền trong thời gian này á các bạn để hầm lâu cái nước của mình nó sẽ bị đục đó bây giờ mình vớt ra hết trơn rồi thì cái nước của mình nó vẫn còn trong mà nó thơm lắm các bạn à rồi mình lại cho tiếp tục nấm vào nấm này thì các bạn cũng đừng có lo mình hầm nó lâu nấm nó cũng không có bị mềm đâu ha nấm này nó giòn giòn dai dai nó rất là ngon rồi bây giờ cái nồi nước của mình nó đã được rồi thì các bạn cho luôn cái phần cải thì vô mình sẽ trụng sơ thôi Món bánh canh sườn bò này á thì các bạn ăn vào mùa lạnh như thế này là rất thích hợp, tự vì món này ăn nó lạ miệng nhưng mà nó lại ấm lòng nữa các bạn à. Trong những ngày lạnh thì chúng ta cần có một tô súp gì đó nóng hổi thì nó thật là tuyệt ha. Với công thức nấu này của mình á thì cái cách chế biến nó cũng rất là đơn giản nhưng mà nó cũng không khá là cầu kỳ bạn nào muốn làm được bánh canh ngon như của mình thì các bạn cứ thử và công thức của mình bảo đảm là rất ngon rồi bây giờ mình cho bánh canh vào trong tô nè rồi mình cho luôn rong biển nấm thì các bạn cứ sắc như thế này rồi cải thìa sau đó là trứng các bạn cứ sắc đôi trong món này thì các bạn ăn vào trời lạnh có miếng canh À, nước súp nóng hổi chúng ta ăn kèm với lại xương bò Rồi thêm trứng luộc Như vậy nó rất là ngon các bạn à Mến chúc các bạn thật nhiều sức khỏe Và thực hiện thành công trong món bánh canh xương bò của mình nha Xin chào và hẹn gặp lại Bye